là đài truyền thanh truyền hình thành phố Cẩm Phả. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Cẩm Phả. Chương trình hôm nay có những nội dung sau đây. Thành ủy Cẩm Phả thi tuyển để bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo phòng chuyên môn đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố năm 2022. Cẩm Phả, ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2022. Công đoàn TKV thăm động viên các đơn vị vượt khó đạt năng suất cao của Than Hạ Long. Hội thi nhà nông đua tài thành phố Cẩm Phả lần thứ 5 năm 2022. Tiếp đó là chùm tin trong tỉnh và chuyên mục sức khỏe và cuộc sống. Phần cuối chương trình là bài viết nhan đề ghi nhận ở Công an thành phố Cẩm Phả. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, Thành ủy Cẩm Phả khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý phòng chuyên môn sự nghiệp năm 2022. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển cùng các thành viên hội đồng và 6 ứng cử viên tham gia kỳ thi. Kỳ thi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo phòng chuyên môn đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố năm 2022 có 6 ứng viên đủ điều kiện dự thi vào 2 chức danh Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp và Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Các ứng viên tham gia dự tuyển phải thực hiện 3 phần thi viết môn kiến thức chung, thi ngoại ngữ và thi trình bày đề án. Người dự thi phải đạt kết quả 2 môn thi mới được tham gia phần thi trình bày đề án. Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển nhấn mạnh, kỳ thi tuyển bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo phòng chuyên môn đơn vị sự nghiệp năm 2022 có ý nghĩa quan trọng nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý tại cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý, tạo điều kiện, động lực để cán bộ công chức viên chức phấn đấu rèn luyện, học tập và có cơ hội để tham gia công tác lãnh đạo quản lý, tạo tính năng động sáng tạo trong công tác cán bộ. Vì vậy, việc thi tuyển phải đảm bảo và giữ vững nguyên tắc đảng, thống nhất lãnh đạo, nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo ổn định, kế thừa và phát triển cán bộ, khách quan, công bằng và đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Hội đồng thi tuyển cùng các ban chuyên môn của kỳ thi cần chuẩn bị tốt các điều kiện, thực hiện đúng quy trình thi tuyển để tạo điều kiện tốt nhất cho ứng cử viên tham gia, đảm bảo kỳ thi diễn ra công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy chế. Các ứng cử viên thực hiện nghiêm nội quy, quy chế kỳ thi, bình tĩnh, tự tin để làm bài thi đạt kết quả cao nhất. Mừng sinh nhật 16 năm, Viettel Store tung nhiều phần quà ưu đãi khủng. Hè đến, chơi tới bến với cơ hội vi vu du lịch mỗi tuần khi mua sắm các sản phẩm cao cấp bảo hành chính hãng. Tổng giá trị giải thưởng hơn 200 triệu đồng. Sinh nhật tới, đừng để ưu đãi rơi tại Viettel Store. Smartphone giá tốt nhất, hiệu năng cực chất, nhận siêu phần quà là một chuyến đi du lịch cực chill, còn chần chờ chi? Điện thoại iPhone chính hãng giá cực tốt, chỉ từ 11.590.000 đồng. Siêu phẩm Vivo V23e, selfie tự nhiên, tự tin nét riêng, giảm tới 1.800.000 đồng. Phá đảo mọi trải nghiệm, tận hưởng cơ hội vi vu du lịch cùng Samsung Galaxy A33 5G, ưu đãi hơn 2 triệu đồng, giá trị 6.540.000 đồng khi mua kèm gói cước. Đặt trước sản phẩm Redmi 10 5G từ ngày 7 tháng 5 đến 19 tháng 5 với mức giá chỉ từ 4.790.000 đồng, tặng ngay bộ quà trị giá đến 2 triệu đồng, áp dụng trả góp 0%. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 1800 8123 hoặc truy cập website viettelstore.vn. Sinh nhật cực cool, vi vu du lịch thôi! Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Cẩm Phả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình và xin kính chào tạm biệt. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.